thì có những luồng tin cáo buộc là đi báo trước này nọ kia, rồi cái dạng như người ta đang ngủ mà vô mình nhấn chuông rồi xong rồi mình làm gì đâu mà lỡ cái tay có người già trẻ em rồi cái kiểu đó. Thì nói chung cái đó nó chỉ là kết quả thôi, mà mình ngồi ở đây mình nằm mình ngủ thì Mỹ chuyện Mỹ nó làm thì mình ngồi mình thống kết quả thôi chứ biết gì đâu bạn. Các bạn thì đúng sai tốt xấu gì đó thì nói chung là Nga nó lên tiếng nha các bạn, Nga lên tiếng ủng hộ Mỹ trong vấn đề mà gọi là tiêu diệt thành phần khủng bố. Và cái cuộc chiến khủng bố mà Mỹ phát động, Mỹ với phương Tây phát động cách đây khoảng chừng mười mấy năm, chắc ngót ngót 20 năm ít gì trời, ngót ngót cũng 20 năm rồi đó. Ồ nhanh quá ta, thời đó mình nhỏ xíu nguyên khỉ gì đâu. 20 năm qua đi mà khủng bố tới bây giờ thì vẫn còn len lỏi, bởi cái chủ nghĩa khủng bố là chủ nghĩa mà cả nhân loại giờ phải đón đón nhận. Nhưng mà trước khi bàn bạn gì bàn chủ nghĩa khủng bố là Liên Quốc độc nha các bạn, bạn gì bạn biết cái đó, bạn bàn bạn đi binh khủng bố là cái gì, bạn đi ngược lại Liên Hợp Quốc, mà đi ngược Liên Hợp Quốc là bạn vi phạm pháp luật, nhẹ thì chắc 7,5 đô, nặng thì không biết sao nha. Đó, bàn gì bàn đúng luật cái nhau em, mình đừng có thả pháo ngược quá mà đi sai được tà le hết được à. Thì trước khi bàn phải để chặn đầu mấy em luôn đấy, hồi mấy em thả mấy cái pháo nghe nhức đầu quá. Thì giờ ví dụ bạn ở chung với tội phạm cái gọi là vốn vốn chết chịu chứ giờ sao giờ tội phạm ta truy nã 20 năm nay mà không biết tội phạm thôi thua. Nhưng mà giờ mấy đứa con nó mới đẻ có 1 tháng 2 tháng hoặc mấy đứa mới có 1 tuổi 2 tuổi sao không biết cha nó làm gì anh? Thì trách nhiệm truy tìm người bảo hộ em, luật có hết rồi, dưới 16 tuổi bị gì bị lôi bảo hộ ra một bảo hộ lại là cha mẹ hoặc là người đó đầu hợp pháp, anh nói chuyện theo luật nha. Nên các bạn khỏi có nói gì người già trẻ em sao hỏi đi cái này tiêu diệt phần tử khủng bố lỡ tay đúng người già trẻ em thôi, đặt người vấn đề ủa tại sao ở chung với khủng bố, cái tội mà chứa chấp tội phạm hay là cái tội mà gọi là cái gì biết mà biết tội phạm mà không khai báo này nọ là tòng phạm đó là luật nha các bạn, mình nói chuyện như trên luật thôi, ai ký còi gì kệ người ta. Rồi chắc mà khi mà anh Duy Nguyễn nói sơ sơ về luật là các bạn hết tham pháo rồi, cái gì còn pháo nào nó đâu thả. Vì chỉ còn pháo là Mỹ vô đó hợp pháp không hợp pháp thôi. Theo các bạn nghĩ hợp pháp hay không hợp pháp? Em nghĩ là không hợp pháp, vô nhà ta không xin phép gì hết trơn á. Thì cái đó thì ok, em nghĩ cái việc đó là đúng. Nhưng mà cái việc Mỹ nó hiện diện nó lâu rồi em. Mỹ, Nga là nó hiện diện trong cuộc chống 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 khủng bố đó lâu rồi. Đúng theo luật pháp quốc tế. Vậy là theo luật pháp quốc tế là hiện diện là đúng đúng không anh? Còn sử dụng vũ khí có được sự quốc gia đó chấp nhận hay không? Quốc gia đó phải chấp nhận. Tại vì đơn giản là cái đó là tội phạm quốc tế. Mà này giống như là một khi mà những lực lượng của Liên Hợp Quốc đi vô đó đó thì giống như cảnh sát quốc tế thì bất kỳ ông nước nào, Nga cũng vô mà, Nga, Mỹ, NATO gì đó vô sạch. Trung Quốc vô cũng hợp lý luôn. Trường hợp nước đó nó không có ở trong trong Liên Hợp Quốc thì sao anh? Nước đó không trong Liên Hợp Quốc thì ok, thì nước đó có quyền bác. Đúng rồi. Ừ. Dạ. Nhưng mà hình như nước đó có Liên Hợp Quốc. Nhưng hình như nước đó có trong Liên Hợp Quốc. Nhưng mà chỉ có một cái pháo là cái chính phủ nước đó không thân với phương Tây vậy thôi. Thả gì cho đó đi. Ông có thân với ai đó là quyền của ông, nhưng mà pháp luật thì phải tuân thủ. Em nghi nước đó là nạn nhân của dân chủ thì nói chung là nạn nhân thì cái nước đó đó không có khủng bố nằm ở trong đó thì ok. Thí dụ cái nước đó không có khủng bố nằm đó thì liên quân này nọ kia không có được cái lý do hợp pháp để chui vô nước đó vậy. Vậy khủng bố nha. Nhưng mà nhân rõ ràng khủng bố nằm như rươi trong đó. Giống như giờ cảnh sát á, nhà bạn tội phạm nằm trong đó đó. Nó đánh bài với bạn hay nó uy hiếp bạn chuyện đó không biết. Thì cảnh sát người ta phải vô ta úp tội phạm thôi. Nó còn kéo dài cho đến khi nào Syria không còn giá trị lợi dụng nữa thì chấm hết. Thật ra cũng chả lợi dụng khí khô gì đó ở đó mà. Giống như tình hình của Ukraine đó. Bây giờ Syria đó giờ thân Nga. Đúng không? Đó giờ thân Nga là cái chuyện đó giờ. Thì bây giờ á, thân phương Tây thì Nga bị thiệt, mà thân Nga thì phương Tây bị thiệt. Vậy theo như anh chia sẻ là Ukraine sẽ đi theo bước chân của thằng Syria. Thì anh nói tình hình nó giống thôi, còn Ukraine có đi theo tới bước không biết thì coi động thái các bên như thế nào nó mới biết. Chứ bây giờ tình hình Ukraine giờ vẫn ổn. Chỉ có một cái là người là ở những thành phố phía đông người ta không chịu nói tiếng Ukraine mà người ta nói tiếng Nga mới đau chứ. Cái đó là đau thiệt mà. Còn vấn đề của Syria nó nhiều vấn đề lắm mà. Nó có phe thân châu Âu, rồi có người cút, rồi có khủng bố, rồi còn có chính quyền nữa. Mà khổ một cái chính quyền không làm ăn được gì trơn á, chính quyền cái phần người cút lo cũng xong. Người cút, ok, người cút đọc cút cút hơi kỳ nha các bạn. Người cút, ok, lo không xong, vấn đề IS lo cũng không xong luôn.
Thì nói chung là Syria cũng khá là yếu trong vấn đề đó. Thì yếu như vậy đó phải nhờ Nga trợ lực, đúng không? Mà Nga đã trợ lực rồi á thì Mỹ không vô nó cũng hơi kỳ, phải không? rồi bên đó còn Iran nữa, nó nhiều vấn đề lắm nha quý vị. Bởi vì Trung Đông á là mình phải hiểu được bản chất mình mới bình được, không bình ngu lắm các bạn. Cái về Trung Đông mà mở rộng cho bạn, Syria lại nằm trong OPEC, nếu tôi nhớ không lầm, Syria lại nằm trong OPEC, mà OPEC là đệ Mỹ, nó vòng vòng á. Chống Mỹ thì gọi là thành phần đối lập, vì theo Mỹ là thành phần đối lập, chống Mỹ thì phải muốn nói tào lao, ăn nói phải có luật. Bạn nói cái gì bạn muốn nói thì nó còn phải hiểu luật cái đã. Bây giờ khủng bố hay không bố, lẽ giờ vợ đối tượng nó bạn nó không phải khủng bố tôi lại bạn luôn. Vừa phải thôi ông nội ơi, ông chống Mỹ ông có khùng nha. Bạn chống Mỹ hay bạn theo Mỹ hay là bạn ghét Mỹ, bạn thương Mỹ là quyền của Mỹ, ủa là quyền của bạn, lộn lộn. Nhưng mà yêu cầu bạn nói cho nó chuẩn chuẩn tí đỉnh thôi. Nói chuyện nó có luật pháp, luật quốc tế, luật quốc nội, nó có lịch sử, nó có văn hóa, nó có yếu tố lãnh thổ và địa lý trong đó. Nó kiểm điểm bằng Vinh Nguyễn, nói bậy bạ không. Này thì về cái phần luật em không có rành lắm nên em tính hỏi anh câu á, là quốc gia, quân đội của một quốc gia okay. mà bị Mỹ cho gọi là khủng bố thì Mỹ dựa vào đâu Mỹ cho đó? Đơn phương. Đơn phương à? Cái đó là ý em hỏi là quân đội Hồi giáo của Iran đúng không? Đơn phương. Cái đó là Liên Hiệp Quốc chưa approve. Thì cái đó là cái đơn phương của Mỹ thôi. Tức là cáo buộc vào đâu? Tức là đi mà gọi là ông là người trong quân đội mà ông đi có thể là đi úp gì? Úp doanh nghiệp, doanh nhân hay là người thường gì của Mỹ nằm ở trên cái xứ đó đó. Thì nó cáo buộc những hành vi đó nó cho là khủng bố. Tức là khủng bố là gì? Là tấn công vũ trang trong đối tượng không vũ trang, hoặc là ôm bom tự sát hay là kiểu gì dạng dạng gì đó, nó có luật. Thì cái đó là đơn phương của Mỹ thôi. Mà đơn phương của Mỹ là Mỹ lực ta luôn rồi. Thì cái đó là chuyện đơn phương, thế giới không ủng hộ. Bạn lúc đó bạn lên án Mỹ ok, có cơ sở. Đúng. Chuyện đó là chuyện đó. Còn cái chuyện mà cuộc chống ép là cuộc chiến của thế giới, nó ra luật Liên Quốc approve rồi, bạn cãi gì nữa. Mỹ muốn vào quốc gia nào là vào. Syria không có báo động khi đột nhập Anh, làm sao? Làm gì muốn vào quốc gia nào vào ông nội? Thời kỳ lụm ông kia cũng lý do gì khủng bố thôi. Có một cái là hành động đó chính phủ hiện tại nó không thích lắm. Vậy thôi à, không thích kệ làm gì nhau. Đi đúng mà. Chừng khi nào mà nó vô úp chính phủ á, thì đó tầm bậy. Đi úp khủng bố mà ba. IS là chuyện của thế giới mà sao thấy Mỹ hành động không như Anh. Mỹ cổ đông lớn nha. Mấy nước kia hùng chút đỉnh. Nhưng cũng phải có võ chứ không ai bắt nạt. Lấy phần ăn thì sao? Cái này nhìn nhận chó đa, nó đa chiều ấy. Có đa gốc đa độ đàng hoàng chứ. Ví dụ giờ có võ nhưng phải ăn mì gói có rau một chút mày. Chứ giờ mày nghĩ sao? Mày nghĩ không nghĩ cho dân, cho nước. Anh là ai nghĩ cho dân là anh phải à? Chứ giờ theo anh nghĩ anh thấy cập khiển quá. Mua kiếm Nhật tốn 5 triệu trong khi đi bay ngân hàng. Xong rồi mì gói ăn chỉ chan nước thôi, nước cũng nóng nữa. Ăn cho đau bụng chết. Mà phải mạnh mạnh thì mới thái bình dân an chứ anh. An gì mày ơi? Không mạnh nó xu mình cái sao anh? Dân đó khổ lầm than sao? Còn xu gì xu, nói chung giờ anh vẫn không có nằm trong suy nghĩ đó. Cái gì nó phải cân bằng hết á. Thì giờ thay vì mua kiếm Nhật mua dao Thái Lan thôi, chừa tiệm nó lại ăn mì gói có bò con. Giờ mình cầm dao Thái Lan không lẽ giờ anh kia nó cầm mã tấu đi rồi sao mình chém nó lại anh? Sao mà nó lại, mày phải nhớ là các cụ chứ, giờ nó là gì? Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, quá cái gì muốn ngon hết. Nội lực thì chả có gì, chán mày ghê. Nhưng mà giờ mình anh kẻ của đám đứa Đông Âu vậy, giờ mình chơi vậy nó con mình là gì vậy? Anh ơi, hình như sai mày bậy. Nga không ăn mì gói nha, đừng đùa em ha. Nga ăn cơm tấm á chứ Nga ăn mì gói. Nãy giờ em nói anh cái vụ ăn mì gói là nói nước khác. À, đúng rồi, em biết. Còn Nga là phải ăn tới cơm tấm lận, sườn bị chả đồ đàng hoàng. Em nhờ vậy. Chỉ không có kinh rác thôi. Ấy dạ. Giỡn hoài, GDP 10 ngàn cũng đâu tệ lắm đâu mày. Ăn mì gói chuyện kiểu ghét. Như thằng Hàn có tiền mà Mỹ bắt sửa 6 tỷ đô thêm quân đội toàn là tướng Mỹ. Ồ cái chuyện quân đội tướng Mỹ, quân đội tướng Nga đó là chuyện nó không biết. Nhưng mà giờ 6 tỷ đô mà thu nhập của nó tới 1.500 tỷ rồi mày ơi.
cộng long lên chân nó nhổ phạt xong. Ý kiến cái cò gì nghèo đặt đam giàu, đúng không các bạn? Giờ tao nói thiệt quan điểm của anh, mẹ cho lên 12 tỷ luôn cũng ok nữa. Tao lo cho vấn đề an ninh cho tao làm ăn. Từ từ tính sao? Tôi ok xíu chứ. Mẹ hộ chiếu số 1 thế giới nữa. Hàng hộ chiếu số 1, số 2 quả gì? Anh Duy cho em hỏi, nếu Việt Nam chỉ phát triển thủ đô như mấy nước Đông Nam Á khác thì em nghĩ tàu điện ngầm đã có từ lâu rồi. Cái chuyện nó không liên quan, cái đó là anh suy diễn thôi chứ anh cũng không có ý kiến cái cò trong suy diễn của em. Suy diễn em suy diễn một chiều, có thể có cũng có thể không. Nhưng còn giờ nói chung mà tàu điện ngầm cũng phải làm sao nữa chứ. Công nghệ cũ chạy chậm gùa này nọ, xử lý rườm rà, nhân lực đông thì phải coi lại. Cái gì Trung dám đương đầu trực tiếp với Mỹ không bạn? Không biết đương đầu, không biết có dám đương đầu hay không dám đương đầu. Thấy rồi, báo nó giết ghê lắm ba. Báo nó úp hai tàu sân bay của Mỹ đây 10.000 người trong đêm kìa. Báo Trung Quốc có ưu điểm đánh tận trên báo nha các bạn. Ghê lắm. Bạn biết thằng Triệu Quắc không? Triệu Quắc Google sạp đi, Triệu Quắc đó mấy giờ đánh trận trên giấy ghê lắm. Thằng đó đánh trận trên giấy đúng kinh luôn á. Gặp Bạch Khởi một cái là như nằm trong mũ rồi. Chạy rồi giết Bạch Khởi, tìm Bạch Khởi giết. Đó, lên Google tìm đi Triệu Quắc. Cái người đó không đáng. Chiều nay có cái bắt tay của ông Tập và ông Putin, bên kia chắc khá rén. Theo tôi rén rén khí khô gì, rén gì đâu, bình thường chuyện đó, chuyện đó chuyện tất yếu. Đó, ngày xưa đánh nhau cho đã. Rồi bây giờ hai bên cùng bị phương Tây ép thì nói là liên minh tôn lưu rồi, cái chuyện đó chuyện bình thường. Có ở đâu rén bạn? Nếu bạn là NATO với bà Mỹ, với bạn là bà Mỹ, bạn có rén không? Bình thường có ở đâu rén. Mà bây giờ tôi thông qua chuyện đó tôi cho bạn cái góc nhìn này, nó tức cười cho này nè. Bạn nhớ là Nga là có cái thể thao Nga bị cấm đúng không? Do xài doping. Tức là thể thao Nga đi tới dự cái hội nghị đó là nó hơi bị sai, bị cấm mà. Có dùng mà dùng với tên khác, đi với tên khác. Đó. Nhưng mà nguyên thủ của Nga lại đi đến đó. Đúng không? Còn trong khi những cái quốc gia khác người ta mời, nó tẩy chay luôn thằng đi. Nguyên thủ không đi mà thậm chí vận động viên cũng không đi luôn. Đó là một cái sự kiện cũng khá là thú vị trong cái việc mà khai mạc Olympic. Còn tất nhiên bây giờ trước khi mà gọi là nắng gân á thì phải đi kiếm đồng minh. Chuyện đó không bằng cái. Thì bây giờ Nga thì phải đi kiếm ai ủng hộ mình, ai đồng minh với mình vậy thôi. Giờ tôi sẽ liệt kê cho bạn số nước có thể ủng hộ Nga này. Thứ nhất là những đàn em của Nga. Đàn em của Nga nằm trong vòng Nga thì khỏi bàn cãi. Belarus rồi Tajikistan rồi Kazakhstan gì đó, có đó khỏi bàn cãi đúng không? Đó. Ai nữa? Triều Tiên. Ai nữa? Trung Quốc có thể. Ai nữa? Iran. Ai nữa? Syria. Ở Mỹ Latin thì có ai? Có thể là có Cuba và Venezuela. Rồi ở châu Âu có ai ta? Chắc không đi kỳ là cùng. Không, Thổ Nhĩ Kỳ chắc không rồi, NATO mà ông nội. Thì đó, ví dụ như NATO là tôi không nắng, không mạnh thôi chứ sao tôi ủng hộ được. Đó. Vòng vòng như đó thấy hết trơn rồi. Đi Canada nữa. Thôi, đúng rồi, Mỹ mấy cái dạng dạng vậy, rồi ok. Còn ngược lại, chắc phần còn lại đồng minh của Mỹ hết. Việt Nam mình không nha. Không, đúng rồi. Việt Nam mình không. Anh nói phần còn lại. Thì đa phần còn lại là những nước mà hổ báo cáo trộn á. Còn những nước hồi nãy liệt kê có họ báo cáo trộn chưa? Không nhờ, nhưng mà em thấy... Như giờ nè, giống như một trận đế chế vậy đó, đồng minh làm chuyện. Nhưng quan trọng ông gửi nhiều foot, ông gửi nhiều wood, ông gửi nhiều gold, stone này nọ kia chứ, lính, người. Vấn đề đó là chi? Còn hai đồng minh cho sơm tụ thôi, nó nhiều vấn đề chứ các bạn. Có thêm Thổ Nhĩ Kỳ nó chơi hai mặt mà anh, chơi hai mặt thì chơi lén theo. Chơi kiểu điếm điếm vũ khí thôi. Chứ còn trong NATO không thể ủng hộ được, nó kích một phát mọc ra liền chứ đùa. Ông trong tổ chức NATO mà NATO đang chống Nga, ông đi ủng hộ Nga, ông mà tổ chức gì? Chuyện nó chắc chắn là mình không nghĩ là có. Mà thậm chí á, Thổ Nhĩ Kỳ với Nga là chuyện đó cũng là... Ôi chị thôi ai biết. Tại vì á, Thổ Nhĩ Kỳ nắm đường ra biển của Nga mà Thổ Nhĩ Kỳ cũng nắng ra mấy cú rồi, chúng đùa đâu nha. Nhớ có một lần nào tên lửa nào lộn cho máy bay nào rớt đất á. Lâu quá già cả anh quên. Theo Duy Nguyễn, Nga đập Ukraine thì phương Tây có dám tham chiến không? Đi tu hết rồi bạn ơi. Phương Tây đi tu hết rồi. Hiền lắm nha, phương Tây hiền. Phương Tây giờ ăn chay rồi, phương Tây không đấm gì bạn ơi. Nhà bao liệt kiếm tiền ai kiếm chuyện đâu mà.
lo làm sức gì đấy. Còn Nga mà đập Ukraine thì thôi tôi cũng thấy là Nga xong luôn rồi đó. Làm cách nào làm chứ. Ông Putin nó nói là không đập rồi mà các bạn cứ xuyên tạc mà nó đập hoài. Chả khác nào mà đi khác, đi ngược hướng với lời tuyên bố ngoại giao của nước người ta. Mình phải tôn trọng tất cả mọi nước. Mà bây giờ bạn nghi ngờ lời nói người ta rồi, bạn đâu có tôn trọng người ta đâu đúng không? Người ta nói bạn cứ tin đi. Nhưng mà bạn đề phòng. Đúng không? Bạn đề phòng, tôi đề phòng, bạn nói ông nói ông đánh đúng không? Ô tôi tin ông đó, nhưng mà tôi đề phòng, ông đánh ông sai. Đó, chơi cái kế giặc lượng vậy đó. Lúc mà Chu Du mượn đường đi đánh Thục đó, mượn đường kêu mở cửa Kinh Châu đi đó, rồi xong rồi Hùng năm vạn thập lương, năm vạn quân gì đó, xong rồi chiếm Thục, xong rồi cho Thục Lưu Bị, rồi xong lấy được Kinh Châu đó, gia cát lượng đó rồi, tôi tin ông đó, nhưng mà ông phản tôi thọt không à, cuối cùng bị thọt thiệt, về phun máu, nhưng Nga không đập, nhưng mặt trận giải phóng kia ép nó hoặc thì sao anh, chưa đủ lực. Cái mặt trận nó thành lập cách đây từ 2014 tới giờ theo anh là chưa đủ lực. Thứ nhất họ không có sự chính danh. Cái gì cũng phải có sự chính danh các bạn. Còn này theo anh họ không có sự chính danh. Tức là cái Ukraine bây giờ nó không sai cái điểm nào cả. Một chính phủ hoàn toàn hợp lý, hợp pháp và đối với Ukraine làm rơi Trung Quốc. Nó khác so với tình huống của một kia Su hiệp định Geneva này nọ kia, sầu tàu ao sao biết đâu. Nó khác nha các bạn. Nên mình nhìn nhận vấn đề cứ bình tĩnh đứng trên pháp luật nói thôi. Bên nào lý đang mạnh. Nếu vậy phải lật được chính phủ hiện tại theo cách bầu cử thì sao anh chịu? Đó là quyền định đoạt của dân Ukraine. Thí dụ giờ dân Ukraine không thích chính phủ này, bầu cử bầu ra chính phủ mới chọn Nga đồng minh chịu, hợp lý hợp pháp hợp tình hợp lý luôn. Vậy thì cái lúc đó thì NATO thất bại trong một trận ngoại giao. Tụi ông ngoại giao kiểu gì mà để cho vậy? Nhưng mà nghĩ cái kịch bản của em á, theo anh á, thì nó là 0%. Không có cơ sở. Tại vì bây giờ người Ukraine người ta đang muốn vô NATO ông ơi. Cái vấn đề nằm chỗ đó. Ăn mì gói hoài gọt khổ quá rồi kiếm thêm cọng rau với thịt bò thôi. Đó, cái vấn đề này anh nói rất là nhiều lần. Nhưng cái chính đó là họ khổ. Họ muốn thoát nghèo thôi hả? Nhưng mà họ là nước nhỏ nên giờ nó kẹt giữa hai bên. Bên kia thì mày vô tao đập dạng dạng vậy. Mày vô là mày dọa tao hay là ABCD, FGH gì đó. Còn ngược lại bên kia mày nộp đơn tao chưa duyệt nữa, vô không tao chưa biết, nhưng mà tao ủng hộ mày vô. Cái chuyện mày vô là hợp lý, hợp tình, hợp pháp, nhưng tao chưa quyết. Đó, vấn đề nào mà cho đó. Tôi nói chuyện là có tình có lý nha các bạn, giỡn đâu. Và quan điểm của tôi trước sai một, tôi ủng hộ sự chọn lựa của dân Ukraine. Ông chọn gì cậy anh? Đó là Crimea quá. Nga lấy Crimea không tốn viên đạn, Putin quá hay. Nhưng mà bạn quên ăn nóng cấm giận tới giờ chưa nhả? Đúng. Bạn nói đúng mà không đủ. Mình nói chuyện nên phải đủ. Đúng không? Nga lấy Crimea không tốn viên đạn, chính xác. Nhưng mà giờ tô mì của Nga nó đã giảm đi bớt chút xíu phút rồi. Từ 2014 tới giờ các bạn tham khảo tình hình kinh tế của Nga sau từ 2014 tới giờ. Dạo gần đây giá dầu nó đỡ chút xíu đó, thì nó đỡ khổ hơn hồi năm 2015-16. Chứ hồi năm 2015-16 giá dầu nó rẻ quá. Đồng rúp nó rớt thê thảm luôn. Sao bây giờ NATO không duyệt luôn anh? Duyệt rồi thì dân Ukraine đỡ rồi. Nó theo luật của nó em. Tức là thứ nhất á, là nó duyệt nó phải hai mấy nước nó duyệt mới được. Mà cái nước bự nhất là Mỹ nó phải gọi lobby. Nó phải mời mấy em kia đi nhậu đồ, nó trình bày được vậy mất. Nói thôi giờ Ukraine vô khổ thiệt đó, nhưng mà vô được lợi thì lợi kia ABCD, FGH đồ. Nhưng mà ông cụ bên kia không nói chuyện gì đâu không à. Hiểu không? Chứ đâu phải là cái chuyện là muốn quyết mà quyết. Giống như bên Trung Quốc thích vô bực ký xong. Còn giờ NATO nó 27 nước, trong đó có nước mạnh nước nhỏ. Thí dụ nước nhỏ nó chả bàn đâu, nhưng mà nước mạnh kìa. Ý mấy ông sao ra học hành đồ đàng hoàng. Rồi xong rồi vấn đề nhập cư tính sao nữa. Bảo đảm việc xong phát một chắc vô đem đi hết một ba nước đi làm. Tại khi việc xong như vậy nó vô luôn EU. Nó vô EU nó mất ý nghĩa. Chứ vô mẹ vô NATO vẫn cho vô EU, tự nhiên được bảo kê mà đói như vậy. Hiểu không? Đó, xong rồi mà khi vô EU á, vô cái Eurozone á, thì xài đồng tiền chung là một nè. Thứ hai là tự do đi lại nè. Tức là nó qua Đức nó kiếm việc làm. Chỉ không qua Anh được thôi, Anh giờ ra khỏi khói rồi. Là lúc đó là chắc dân Ukraine đi một ba nước. Đi làm thôi chứ không phải đi đâu nha bà. Đó, mấy em phải hiểu vấn đề về mặt pháp lý nó như vậy. Mặt luật đồ, các kiểu đồ. Thì nhiều nước trong NATO cũng đâu có vô được EU đâu anh. Cảm tạ 50-50.
50-50 thôi. Thì nhưng mà giờ vô hết mới là mục tiêu cùng của Urem. Giờ được bảo kê nhưng phải cho ăn mì tôm với thịt bò nữa chứ. Giờ bảo kê vẫn rau muống thôi. Không ý nghĩa. Chờ ý đồ là vô chị để dành bàn kè rồi. Nói thương người ta. Không mà ít ra vậy cũng được. Đúng không? Ít ra như vậy cũng đặt được 1/2 cái bàn chân rồi đó. Rồi. Là lúc đó là EU nó đổ đầu tư vô Urem nó không chứ nè. Nhưng mà những cái hiệp định thương mại thuế thiết rồi đó không được thôi. Ít ra vô được cái đó 1/2, còn giờ thôi thương tôi lỡ thương thôi cho trót vô luôn 2 cái. Ấm luôn. Dễ quá. Tôi anh thì nói chung mà anh cũng muốn cho các bạn Urem người ta có đời sống sung túc thôi chứ anh đâu có đồng tâm tô biết được cá mày đúng không, chứ giờ mình ác trên tay kia cái bài mình không về được thôi cho ta về chứ chẳng gì không nổi. Nhưng mà em không để chẳng cho nó nghèo không chịu. Em nghĩ là EU các bài học Brexit rồi cho nên là nên người ta ai vô thì vô chứ người ta cũng cẩn thận chứ không có dám. Nói chung giờ đã nghèo thì vô được mấy cái rúp kinh tế đó là sướng ba ơi. Đó. Thì sướng cho người nghèo thôi. Chứ em thấy không, giống như là công ty mình cũng có thằng của Bắc Quê kìa, nó vô đất VinFast đó. Để làm gì? Kiếm ăn chứ để làm gì? Không phải mình bạn với nó lúc nào cũng xe bài hết á. Chắc Mỹ thấy kèo này không thơm rồi, dây dưa từ thời Obama xong rồi cụ Trump xong tới cụ Biden xong tới cụ Trump mới nhức đầu quá. Anh có nghĩ đến việc người dân các nước NATO không ủng hộ Urem vào NATO không? Đó là cũng là chơi bài khó. Thì đúng luôn, cái chuyện dân nó quyết nữa. Đúng rồi. Tức là đã vô được NATO là cái chuyện lá phiếu của chính trị gia. Chính trị gia nó bỏ theo di nguyện của dân nó luôn. Ừ. Đúng hết. Chuyện nó bình thường mà. Bởi khi mà các bạn đi ra nước ngoài bạn mới thấy nó khó như thế nào. Đó. Còn ở trong nước bạn xây cái nhà thôi. Bạn có tiền thì bạn nói dễ nghe. Bạn không có tiền mà trình bày kiếm thì nó phản đam, phản biện, tè lè, me hết. Khỏi xây được luôn. Ukraine cũng là địa điểm chiến lược của NATO, NATO muốn cũng yếu điểm sợ lo sợ Nga khi Ukraine ngã về NATO. Vậy sao Ukraine không chọn trung lập và hưởng mãi lộ hai bên, mãi còn khí khô? Chắc tại vì bây giờ đã nói với em rồi, dân Ukraine nó đang cù bất cù bơn. Bây giờ người ta ăn uống người ta khổ quá ông ơi. Ông đọc ông tìm hiểu về nước người ta đi. Kinh tế thì xuống, giờ nội chiến không ai dám đầu tư hết. Đúng không? Nga cặp, NATO bên EU cặp luôn, không đầu tư được, nó đói mà. Nên cái di nguyện của người dân người ta bây giờ ta muốn vô tổ chức để ta được an tâm nhẹ nhàng cái đầu về cái chuyện quốc phòng. Rồi sau đó tới chuyện kinh tế. Còn trung lập là trung thế nào? Rồi cái thế trung lập nó không có được. Giống như bây giờ đó, trở mặt với Nga, ta là kẻ thù của Nga rồi. Thì giờ kiếm nào đó chạy né chứ giờ sao? Cái đó là anh nói về mặt cái lý, thấy không? Còn cái vấn đề bây giờ khổ một cái là người dân Ukraine hướng về NATO. Ông nội ơi, ông nội ông mình cái gì phải nghĩ tới cái đó. Chứ đâu phải là người dân Ukraine là giờ là chơi cờ trắng để trong điều khiển hai bên đâu. Trước sau Ukraine không vượt ngục cùng lúc với ba đứa kia thì đó ai biết. Đó là định mệnh lịch sử. Bây giờ ông hỏi tôi sao tôi ra ông nội. Không mà cũng khó thiệt. Không ra được. Cái đó là định mệnh. Lúc đó ai biết nghe cưa cẩm này nọ ABC. Vậy bà hỏi luôn sao Belarus không vượt đi. Cái chuyện đó là cái quan hệ, tức là trong một cái khối đó nó có những người thân và người đỡ thân à. Trong một cái sòng bốn tên đó có thằng ấy, nó nương cho mình về, giờ bỏ nó cũng kỳ. Còn cái thằng kia nó gặp mình nó cản đâu cản nó. Thấy Mỹ xúc xắn vô chuyện khủng bố ghê luôn á. Người dân NATO thấy Nga làm can rỡ ảnh hưởng tới an ninh kinh tế nên người dân sẽ phản đối chính phủ Việt. Đó không có rồi, đó lộn rồi bạn. Tôi phỏng vấn hết 10 người bên châu Âu, không phải họ hăng máu lắm chứ không phải đùa đâu. Cái đó là bạn nói thôi. Chứ tôi phỏng vấn 10 người bên châu Âu rồi mà. Mỹ không cho đâu, nó muốn lợi dụng Ukraine để gây chiến với Nga. Sau cùng thì thằng Mỹ ăn lời nhất vì có thể tăng cường nhập khí đốt vô châu Âu. Nghe thì cũng có lý. Đó, điểm này nghe thì cũng có lý. Nó ít ra bạn nói trên góc độ kinh tế. Bạn Lộc Thanh này bạn nói trên góc độ kinh tế tôi thấy có lý. Tôi đồng ý thôi. Nhưng mà tôi cái góc độ kinh tế làm chuyện nha. Còn bạn từ đó bạn suy ra mà Mỹ mà không cho vô đó là quan điểm của bạn nha. Đó, cái quan điểm của bạn tôi không phản biện thôi chứ tôi cũng không công nhận nha. Đó là cách nói chuyện của Duy nha các bạn. Đó, tức là mọi người đều có quyền đưa ra cái suy nghĩ của họ. Tức là bạn này có nói là giờ Mỹ muốn kiếm thêm tiền bằng vụ bán dầu này nọ kia ABCDEF gác á. Rồi xong rồi nên Mỹ không cho vô. Ok, tôi đồng ý và tôi tôn trọng. Nhưng mà tôi cũng không gọi là không có gọi là theo bạn 100%. Tức là cái bạn nói có thể có, cũng có thể không có. Nhưng mà nó có một phần lý.
vậy thôi mệt quá. Mày nói ui ba này cho mấy đại lý làm. Ok ok được này được nha. Mày nói ui ba quỷ cho đại lý làm á. Phỏng vấn toàn người Việt bên đó xong hiểu được lần trong châu Âu kệ nó, phỏng vấn người Việt đỡ bên đó đỡ tao nghe không nói người Việt đỡ ở bên này mà không mặt nhắm ló lên. Mà thả pháo còn sai không à. tiếc cho một Uren từng là một thế lực kinh tế hàng đầu cho Đông Âu nhưng bây giờ nghèo đến vậy. Thật ra này bạn Minh Nguyễn bạn nói là bạn hồi tưởng quá khứ thôi chứ còn Uren hồi xưa cũng này nọ là giống như cái xưởng quốc phòng của Nga thôi chứ về kinh tế có gì hot. Mà đồng ý không? Tức là tôi thấy cũng có một số bạn cũng hồi tưởng về quá khứ mà cho là bàn son. À, mình thấy vậy chứ mình thấy bình thường. Giờ cuộc chia ly gì đời mà giờ tiệc thì phải có lúc tàn thôi. Đâu rồi cũng sẽ có lúc chia ly. Còn mình phát triển kinh tế mà nó có bền vững hay không nó mới là quan trọng. Chứ còn lấy mấy số đẹp đẹp ra cuối cùng bể bóng đùng. Mày chết cũng chỗ chạy luôn. Đó là nó thôi, cãi em mệt quá. Làm gì làm. Đời người không ai tống hai lần trên dòng sông. Hồi xưa Liên Xô trao cả Đông Đức để thống nhất. NATO hứa không mở rộng về phía Đông nhưng NATO trở mặt. Chuyện này nhỏ lâu quá tôi không biết có không có. Nhưng hôm nay tôi cũng nghe số người nói vậy nha. Nhưng mà thôi bởi tin lời thề. Sống trên đời mẹ bởi tin lời thề. Hứa hẹn gì. Cá lớn nuốt cá bé. Ông ăn tôi ăn ông rồi chứ. Đúng không? Tôi chỉ cho bạn ngồi đó thì sao giờ. Giờ hai mẹ nước chơi với nhau. Tao không ghét mày nhưng tao phải đề phòng mày chứ. Đúng rồi. Đập xong. Chỉ trách là Nga yếu thôi. Định mệnh chịu thôi giờ. Nếu mà Nga mạnh thì thế Nga ra khác. Giờ GDP Nga chừng 50 ngàn thôi. Má ơi châu Âu chắc nhiều theo Nga nửa nước. Đúng không? Hợp lý luôn. Chỉ vậy thôi. Bởi một cái nước nó mạnh nó nằm ở dân. Nó nằm ở xã hội, nằm ở kinh tế. Còn mấy cái tên lửa thôi đi hù gà thôi chứ. Theo mình thấy vậy mà cái độ người dân mà dắt nào khoe tên lửa nó có thiệt luôn. Thế về máy bay FF cũng đang làm ăn không có thể không khoe tên lửa hoài muốn quýnh hả đúng không. Thí dụ giờ cái thằng Hiền nó không quýnh được nhưng mà nó sẽ ủng hộ cái thằng nào đứng lên quýnh đó. Cái đó là lý bình thường phải có cảnh sát chứ không ông thu tiền bảo kê hoài nên giờ xã hội yên bình mày quýnh lộn nó đừng có ăn đừng khoe tên lửa khoe thành độ kinh tế đi. Năm nay mình đã được nhiều dân mình nó còn bị gói không mấy cái đó sao không dám khoe. Ví dụ như giờ em lại ăn mì gói giờ em có tên lửa em khè được không anh? Chứ giờ còn nhiều nữa kìa. Thì cái đúng chuyện rồi. Cái chuyện đó nhưng mà tên lửa không ăn được. Còn dầu khí của em. Khổ vậy chứ. Sao NATO không dụ Nga vào cho đỡ mất công với anh? Thôi đi ba. Nga xin vô NATO chạy lẹ luôn. Vô cho phục cho Nga mạnh lên hả? Cọp mọc thêm cánh. Đúng không? Mà đại bàng mọc thêm cái gì ta? Đại bàng mọc thêm gì sống được dưới biển á? Nghe mà vô NATO chắc cái bút luôn luôn á.